Lực lượng bộ binh của Israel hiện đã sẵn sàng tiến vào dải Gaza, một trong những khu vực có mật độ dân cư đông nhất thế giới, để tấn công lực lượng Hamas sau khi nhóm này phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel cuối tuần trước. Quân đội Israel hôm 12 tháng 10 cho biết họ đã sẵn sàng cho cuộc đổ bộ vào dải Gaza, nhưng các nhà lãnh đạo chính trị nước này vẫn chưa đưa ra quyết định. Chúng tôi đang chờ xem giới lãnh đạo chính trị của chúng tôi quyết định thế nào về một cuộc tấn công trên bộ tiềm năng, người phát ngôn quân đội Israel Richard Hatch tuyên bố. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, IDF, Jonathan Conricus hôm 11 tháng 10 xác nhận, Israel đã triển khai khoảng 300.000 binh sĩ thuộc các quân binh chủng, bao gồm lực lượng bộ binh, thiết giáp, pháo binh và dự bị, xung quanh dải Gaza. Thông tin từ hiện trường cho thấy, Israel đã huy động lực lượng hùng hậu, xe tăng và thiết giáp hạng nặng áp sát Gaza, đồng thời tập kích dồn dập bằng hỏa lực vào dải đất hẹp này trong vài ngày qua. Nếu Israel đưa quân vào dải Gaza với lực lượng bộ binh cơ giới hóa cùng với sự yểm trợ trên không từ trực thăng tấn công, một hình thức chiến tranh đô thị khốc liệt sẽ nổ ra trên những con đường và ngõ hẹp của khu vực ven biển ở Gaza, nơi có mật độ dân số lên tới 5.500 người, km2 so với 400 người, km2 ở Israel. Theo đó, lực lượng bộ binh của Israel sẽ phải đối mặt với những thách thức về mặt chiến thuật khi tiến công ở dải Gaza. Thứ nhất, các tòa nhà ở dải Gaza san sát nhau do mật độ dân cư đông đúc. Các tuyến đường cũng chật hẹp, các xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và xe tăng của Israel sẽ gặp nhiều khó khăn khi di chuyển ở dải Gaza do đống đổ nát của C.